cái mập nhiều không? Cục đá thế. À, bông nó sắp nở rồi. Úi trời. Bông nó sắp nở đâu rồi. À, có thể còn mấy từng mấy bông này chưa nở. Đẹp không? À, chưa nở. Thế là ngắm một cục thôi. Đó, bông này này, thấy không? Úi trời. Nhiều không? Cầm bằng kia hả? Nhiều đó. Cái cây gì không? Cái túc à? Cái túc của mình á. Cái túc trồng vô này ít cái mọc á, ít cái đẻ á. Đẹp không? Bông này à, sắp nữa tiếp bạn thấy không? À, phía bên kia á, ui trời nhiều. Đó. Bông này tiếp nè. Ui trời. Bông này á. Ui cái cục cũng bự không biết mong màu gì đẹp lắm. Ui cha. Thấy lá đã. Ui cha bông nở rồi à. Hôm nay cái đi làm giờ mới thấy bông nở nha. Đó, đẹp chưa? Hả? Ai dục đây? Thúi thùng rác à. Đó. Bông nó nở một cái này còn à, mấy cái này chưa ngỡ à, thấy không? Nhỏ màu xanh, thấy màu xanh bây giờ bắt đầu ra màu màu kem, màu uran à. Kem e uran à. Đẹp không? Kem à, có một cây rỡ à. Ui trời lâu quá trời mi bắt đầu rỡ à. Cầm bông đây hả à, thấy không? Nhưng mà bông này gọi tiếp nè à. Còn cái cây chưa ngỡ. Cây sắp rửa rồi à. Ui trời ơi. Biết nó có dục con rác đấy. À chứ. À rác cái dục à. Thấy không? Được chưa? Còn cái cây này chưa rồi à? Cây này chưa. Chờ khi nào nữa. Qua tiếp. Cha có coi bông hồng hả ta? Cha. Ui cha, bông hồng rỡ hả? Đẹp chưa? Ui cha, đúng là cây đẹp á. Có ngủ rồi thấy không? Ngủ rồi hả? Đẹp á. Bông nở đẹp quá trời ha. Bông đẹp không Peter? Đẹp quá. Đó, cái bông này nở nhiều không? Nó đẻ quá trời, mình làm keo thêm keo mà thấy không? Đó. Mình thức ngỡ bông rồi chết rồi bây giờ bắt đầu ngỡ bông tiếp. Đẹp không? Coi cái ruộng nó thấy không? Hả? Hấp kem cây hả? Tèo con keo không? Mình thức mình mua nhọn xí à. Tại mình lấy cây mình đỡ con keo luôn rồi thấy không? Đừng bỏ tông nhà cứng như ngóng á, trời chứ bỏ ngồi đẹp không? Đẻ nhiều á, tông coi mà thấy á mọc mọc được tốt á, vui. Còn giờ mẹ đâu đâu mũ nó mua đâu hay là đẹp hả hả giờ mẹ mũ mua ở cái Việt Nam mà
Một cứng cái đá à. Cha, cái bông này coi ngỡ hả? Sắp ngỡ rồi, thấy không? Sắp ngỡ bông rồi, thấy không? Sắp ngỡ bông tiếp rồi, thấy không? Đi qua hay lại? À, coi có ai à? Quay à, bây giờ ông đứng dậy á, thấy không? Trời ơi, trời ơi. Mấy đón ổng đi nhà tẻ về ổng phái ổng vui á. Cho cái hai cái kẹo nữa, ổng ăn rồi bây giờ có sức á. Có sức ổng phá thế. Ha, đừng 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 đánh cây. Cây hư. Đồ muốn chi? Đồ muốn làm gì? Đó. Bông lụng hết rồi thấy á. Đó. Nó lụng hết rồi thấy á. Con dừa. Cầm máy này cần rửa thôi. Rửa hết rồi thấy không? Hôm nay bông rửa. Cái này mai có rửa hả? Ui trời. Đây bông hay xong rồi.